Thưa quý vị, người dân ra đường tập thể dục vào mỗi buổi sáng đã trở thành một thói quen của rất nhiều người. Đương nhiên là tập thể dục rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp thì chúng ta hãy nên ở trong nhà. Bởi vì thời gian này nếu chúng ta muốn ra đường rất có thể bạn sẽ bị phạt. Theo đó thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàn Kiếm cùng với công an các phường Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Bạc đã tổ chức 6 chốt xung quanh hồ Hoàn Kiếm nhắc nhở người dân đi bộ tập thể dục và đạp xe quanh hồ về nhà để cách ly theo quy định. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết là trong buổi ra quân thì lực lượng chức năng chưa xử phạt người dân nào ra đường trong tình hình cả thành phố cách ly. Đa số người dân được tuyên truyền hướng dẫn đều chấp hành nghiêm chỉnh. Lực lượng chức năng túc trực phân bổ nhiều chốt quanh Hồ Gươm để tuyên truyền nhắc nhở người dân không ra ngoài trong thời gian cách ly xã hội. Cho biết thêm, do được tuyên truyền tốt trong ngày 5 tháng 4, người đi tập thể dục đã không còn. Tổ công tác vẫn duy trì hoạt động tuần tra quanh hồ và khu vực phụ cận trong thời gian tới.